Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em mới về được cái lô hàng mới. Ngoài trời cũng tối quá rồi nên là cái điều kiện ánh sáng nó không được tốt cho lắm. Mong các bác thông cảm. Đây, hôm nay thì em về được có hơn chục quả súp JBL thôi. Con này là súp JBL bát 30 gút đất các bác nhé. Cái này cũng hôm trước cũng khá là nhiều bác đặt hàng, nhưng mà em về hàng đợt này Tết nó hàng về nó cũng hơi nhỏ giọt. Đây, đợt này về được có hơn 12 quả thôi. Không biết bao giờ nữa mới lại có hàng về. Đây, súp đây. Con này là JBL 835 các bác nhé. Trầm JBL 835 hai la mã A835. Con này là hàng Trung Quốc các bác nhé, Made in China này. Đây, hàng cũng có xuất xứ rõ ràng, hàng nhà máy Trung Quốc. Rồi, bây giờ không để các bác phải chờ đợi lâu, bây giờ em sẽ bóc một con ra bật thử các bác nghe nhá. Đây, ngay khi mở hộp là chúng ta sẽ thấy sân máy này, với cả xốp chèn góc. Đây, con này nó cũng chèn khá là cẩn thận. Rồi, bây giờ em sẽ nhấc ra. Khá là nặng các bạn. Một quả súp khá là nặng. Con này nặng 22 cân. Em đã cân thử 22 cân một thùng các bác nhá. Nên là nhiều khi gửi bưu điện ấy, cái cước bưu điện ấy, nó cũng cước bưu điện ấy, nó khoảng 150-200 đấy. Nhiều bác cũng thắc mắc, nhưng em bảo là hàng nó nặng, nên là các bác cũng phải hiểu hàng là hàng nặng, mà gửi đi xa. Đây, tổng thể một con súp rất là đẹp các bác. Đây, hông của nó đây, mặt và lưng là đen bóng. Hông là hai hông là vân gỗ. Đây, phía sau là mạch công suất. Đấy, hông đây. Đấy, tổng thể một con súp rất là đẹp các bác. Hàng này cũng nhiều anh em cũng tin dùng và em cũng bán khá là chạy. Đây, phía sau thì là có mạch công suất này. Mạch công suất này của nó này, 835 2 la mã. Đầu tiên là rắc nguồn này, chúng ta cắm cái dây nguồn vào đây này. Là công tắc nguồn, núm chỉnh tần số cắt và volume âm lượng. Đây là cái đường tín hiệu đầu vào nhé, không phải đầu ra đâu các bác nhé. Cái này là đấu từ cọc loa vào này, hoặc là từ đầu ra loa của âm ly nhé. Đấu vào đây. Đây là đường tín hiệu vào cao áp. Còn đây này, cái này là cái đường tín hiệu vào chủ yếu là chúng ta sẽ dùng ở cái đường này, line in này. Đối với những bác mà dùng âm ly ấy, thì là chúng ta sẽ kết nối vào cái đường left và right này, LR này, cắm qua hai rắc này. Và đối với những bác mà dùng vang cơ và vang số ấy, có đường ra súp ấy, hoặc là những bộ dàn mà có đường súp ấy, thì là chúng ta sẽ cắm vào một rắc súp thôi. Súp là nó quanh mono các bạn, chỉ cần một rắc thôi là được. Đây, con này thì tản nhiệt của nó là nhôm mạ đen, cũng rất là đẹp các bạn. Đấy, tản nhiệt nhôm đen này. Rồi, đây, không để các bác phải chờ đợi lâu nhá, bây giờ em sẽ bật thử đây. Đây, em đã cắm sẵn vào cái con âm ly 203 N Gold này rồi. Bây giờ em sẽ cắm dây tín hiệu vào đây. Đấy, đến lúc bật thì nó lại nhạc quảng cáo. Rồi, ok. Đây là em đang chưa bật chậm thôi. Đây là chưa bật chậm đâu nhá, chưa bật loa chậm đâu. Các bác nghe loa kia đấy, để nghe xem bật loa chậm lên nó sẽ khác như thế nào. Đây, bây giờ em sẽ bật loa chậm lên này. Con này là nó có dơ le bảo vệ các bác nhá, bật lên mà tắt đi sẽ không bị nổ bùm một pha đâu. Đây, bật lên tầm độ 3 giây là nó sẽ đóng le. Đấy, chậm chạy rồi. Đây, bây giờ em sẽ lật ra các bác xem nhá. Đấy, có chậm mà quánh rất là phê các bạn. Đây, bây giờ em sẽ lật nó ra. Đây, bây giờ em sẽ lật nó lên. Đây, bát của nó đây các bạn. Đèn kia chói
dáng vào. Chúng con xem. Đây, bát của nó đây, ngoài trước là mạnh. Đây, là nhờ đại ca này cầm tiếp. Ngoài rất là mạnh các bạn ạ. Sang trọng, ống thông hơi này, màu trắng rất là côn. Đây, hông này, hông thì vân gỗ màu vàng, đỏ, cam đỏ cánh cá này, rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy không, nhìn hơi là bánh nhà này. Rất là mạnh các bạn. Rồi, em xin chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ nhá. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vâng, xin chào các bạn.